Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng văn hóa và tinh thần cách mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người tượng trưng cho tinh hoa dân tộc, cho những giá trị cao đẹp nhất của văn hóa, tâm hồn, ý chí, bản lĩnh vững vàng và nhân cách con người Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam. Các đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam đều có nguyện vọng được thăm viếng người. Sau 06 tháng đầu năm 2023 và 02 tháng tích cực thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng, Ban Quản lý Lăng đã phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng như phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ y tế, y sinh an toàn và bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được